Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá tối ngày 8 tháng 2 của Huyền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin hôm nay. Ở trận đấu PSG thắng Lille rạng sáng ngày 7 tháng 1 vừa qua, Messi ghi một bàn và có một kiến tạo thành bàn, đồng thời bỏ lỡ một cơ hội khác khi cú sút tuyệt đẹp trúng xà ngang chỉ trong gang tấc. Tuy nhiên, tờ L'Équipe cũng như các tờ báo khác ở Pháp như trang Foot Mercato đánh giá Messi qua khía cạnh khác là lối chơi của siêu sao này trong chiến thuật thi đấu của PSG thực sự gây ấn tượng rất mạnh. Messi không chỉ tìm lại phong độ tốt nhất sau một tháng nghỉ thi đấu, mà còn là trung tâm trong lối chơi của đội bóng thành Paris. Các con số thống kê cho thấy siêu sao này đã gần như có mặt ở khắp mọi nơi trên sân. Cụ thể, Messi có các chỉ số như nhiều cú sút hơn mọi cầu thủ khác 5, số cú sút trúng đích nhiều nhất 3, tạo ra nhiều cơ hội nhất 6, lừa bóng nhiều nhất 8, có nhiều quả tạt nhất 2, và chỉ có Marco Verratti là có số lần chạm bóng nhiều hơn anh, 95 so với 90. Việc tìm lại nguồn cảm hứng thi đấu của Messi ngay thời điểm quan trọng của mùa giải đã mang lại sự hứng khởi cho PSG ngay trước cuộc đối đầu then chốt với Real Madrid tại vòng 1/8 Champions League vào giữa tháng này. Theo tờ L'Équipe đánh giá và còn cho rằng đối thủ Real đang run sợ. Cũng theo tờ L'Équipe, điểm cơ bản đang giúp Messi trở thành trung tâm trong lối chơi của PSG đó là siêu sao này vẫn được thi đấu ở vị trí tấn công cánh phải quen thuộc, nhưng này đã được luân chuyển cho anh nhiều hơn để phối hợp thường xuyên với Mbappe tạo thành những đợt tấn công sắc bén. Phút 20 trận đấu với Middlesbrough tại FA Cup cuối tuần qua, Ronaldo thực hiện pha chạy đà quen thuộc, nhưng cú sút của 11m của anh đã đưa bóng đi chệch khung thành. Một trong những cơ hội rất tốt bị Ronaldo bỏ lỡ và đó là nguyên nhân khiến Man United bị hất văng khỏi FA Cup, giải đấu mà họ đặt mục tiêu giành được danh hiệu. Đó là lần thứ tư liên tiếp Ronaldo không ghi bàn, 3 ở Premier League và 1 tại FA Cup. Bàn thắng đang chạy trốn Ronaldo, ngôi sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa ghi bàn trong năm mới 2022. Phong độ đi xuống trong quãng thời gian qua của Ronaldo một lần nữa làm dấy lên những tranh luận từ giới chuyên môn và người hâm mộ khi cho rằng anh là vấn đề lớn nhất của Man United. Ronaldo khởi đầu cuộc phiêu lưu thứ hai với Manchester United rất nổi bật, nhưng anh từng bước sa sút và đánh mất đi sự ổn định. Hiệu suất của CR7 ngày càng thấp hơn kể từ ngày Ragnick đến Old Trafford và mang theo thứ bóng đá mới mẻ. Lối đá mà Ragnick triển khai giúp Bruno Fernandes thăng hoa. Ngay cả một tiền vệ bị chỉ trích nhiều như Fred cũng bùng nổ. Ngược lại, phương pháp của nhà cầm quân người Đức khiến Ronaldo gặp nhiều khó khăn. Anh phải di chuyển nhiều hơn, chuyền bóng nhiều hơn để đội ngũ vận hành như mong muốn. Tính đến thời điểm Ragnick nhận việc, có đến 48 cầu thủ ở Premier League ghi nhiều bàn thắng hơn Ronaldo. Có rất nhiều tin đồn về việc Ronaldo có khả năng rời MU vào cuối mùa. Cho đến khi chia tay sân Old Trafford, anh cần học cách sống chung với huấn luyện viên Ragnick để tìm lại hiệu suất tốt nhất trước khung thành đối phương. Theo báo chí Italia, Manchester United đang xúc tiến kế hoạch đưa tiền vệ Sergei Milinkovic-Savic gia nhập bóng đá Anh vào cuối mùa giải. Milinkovic-Savic từ lâu là một trong những tiền vệ nổi bật nhất Serie A. Anh có vai trò quan trọng trong đội hình của Lazio. Hiện tại, Lazio bất lợi trong cuộc đua top 4 Serie A. Nếu đại diện của thủ đô Rome không thể có vé dự Champions League mùa sau, họ có thể mất Milinkovic-Savic. Cầu thủ 26 tuổi sẽ là giải pháp thay thế chính người đàn anh Nemanja Matic. MU từng bị từ chối đề nghị 80 triệu euro khi hỏi mua cầu thủ người Serbia. Chủ tịch Claudio Lotito của Lazio tuyên bố chỉ đàm phán với đề nghị 100 triệu euro, tức 84 triệu bảng. Real Madrid là một trong số những câu lạc bộ hàng đầu châu có liên hệ với Erling Haaland, người đã ghi 16 bàn sau 14 lần ra sân cho Bundesliga của Borussia Dortmund. Tuy nhiên, điều đó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với Karim Benzema. Chân sút số 1 tại Bernabeu nhờ vào 17 pha lập công sau 21 lần ra sân tại La Liga. Sự xuất hiện của Haaland có thể ảnh hưởng đến tần suất ra sân của Benzema, nên điều này khiến ngôi sao người Pháp nghi ngờ về tương lai của bản thân. Do đó, khi cầu thủ Lyon quyết định hành động để làm rõ tình hình trong trường hợp Haaland thực sự khóa Real Madrid. Theo Onze, Benzema đã yêu cầu được nói chuyện với Florentino Perez vào tháng tới để thảo luận về tương lai của anh trong bối cảnh Real Madrid quan tâm đến việc ký hợp đồng với Haaland. Cầu thủ người Pháp lo ngại, mong muốn ký hợp đồng với cầu thủ sinh năm 2000 có thể khiến anh bị đẩy khỏi đội bóng và một cuộc họp đã được tổ chức để thảo luận về vấn đề đó. Mới đây nhất, tờ El Nacional của Tây Ban Nha đưa ra một thông tin bất ngờ, cho biết Gareth Bale đã chính thức đạt được thỏa thuận với đội bóng mới. Theo đó, đội bóng mà tiền đạo người Wales sẽ thi đấu trong những năm tháng cuối cùng trong sự nghiệp lại chính là Tottenham Hotspur, câu lạc bộ mà Bale đã từng hai lần khoác áo. Nguồn tin từ El Nacional khẳng định Bale đã đạt được thỏa thuận gia nhập Spurs từ cách đây 3 tháng. Tuy nhiên, anh quyết định hoàn thành nốt 6 tháng cuối hợp đồng với Real Madrid trước khi trở lại Anh vào tháng 6 năm nay. Hôm 1 tháng 2 vừa qua, cũng đúng ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022,
đội tuyển Trung Quốc đã nhận thất bại cay đắng 1-3 trước tuyển Việt Nam trên sân vận động Mỹ Đình. Theo truyền thông đại lục, huấn luyện viên Lee Seow-beng hứa hẹn sẽ có nhiều thay đổi để tới với trận đấu ở vòng loại 3 World Cup 2022 đối đầu với Ả Rập Xê Út và Oman trong tháng 3. Theo đó, huấn luyện viên Lee Seow-beng dự kiến sẽ loại 8 trụ cột từng đá chính ở trận gặp Việt Nam và bổ sung thêm 10 nhân tố mới cho đợt tập trung tới đây. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ danh tính của 8 cầu thủ bị loại gồm Vui Lầy, Lu Gufu, Yang Guangtai, Alan, thủ môn Jiang Yuling, Wang Shengchao, Jiang Lianjiu và thậm chí là cả đội trưởng Wu Xi. Theo truyền thông Trung Quốc, những cầu thủ trên đều sa sút phong độ thảm hại và đó là lý do căn bản khiến Trung Quốc thất bại trước Việt Nam. Bản tin bóng đá tối ngày 8 tháng 2 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.